Chương trình này được bảo trợ bởi Family Choice, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714-898-0612. Kính chào quý khán thính giả, chúng tôi là luật sư Đỗ Hiếu Liêm. Bây giờ chúng tôi trở lại với quý vị với chương trình Người Việt Luật Mỹ mà quý vị có thể tiếp tục gọi vào đài qua cái số điện thoại ở trên màn ảnh của đài là 714-893-3264. Để đặt những câu hỏi về vấn đề luật pháp thì chúng tôi sẽ từng tự trả lời những câu hỏi của quý vị. Một lần nữa, số điện thoại mà quý vị đang mà có thể gọi vào để đặt câu hỏi là 714-893-3264, thì chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi của quý vị. Hello, tôi luật sư Liêm, tôi nghe đây. Hello. Hello, tôi luật sư Liêm, tôi nghe đây. Hello, dạ xin chào luật sư. Dạ xin chào dạ, cô. Dạ chào em hỏi thăm, em có tiệm nail thì có 16 cái ghế mà bây giờ chậm hơn hồi xưa. Đúng rồi. Dạ nên chỉ làm có 8 cái ghế. Rồi. 8 cái ghế kia thì em để out of order. À. Không có xài tới. Rồi 5 năm trước thì Stateboard có xuống xét thì hỏi thì nói cho 8 cái ghế này không có xài, chỉ xài 8 cái ghế bên đây thôi. Thì nó không phạt không gì hết. Rồi năm ngoái lại vô xét nữa. Rồi cũng cái bà đó cũng nói là em nói là 8 cái ghế này không có xài, bây giờ có cần phải làm gì không hay là sao? Bà nói không, bà cũng ghi 8 cái kia xài, 8 cái này không sao hết. Rồi năm nay lại vô xét một lần nữa. Rồi biểu là không đúng, không được đề out of order, phải đề là not in service. Yeah. Yeah. Rồi refund em 4.000 đồng. Ừ. Cho 8 cái, dạ. Rồi vậy thì sao phải luật sư? Thì cô có thể em mới đi ra hearing, dạ xin lỗi luật sư. Cô xin ra hearing, cô thể appeal, cô ra hearing. Có ra hearing, rồi nó gửi thơ về nó phạt bớt lại, chỉ phạt 2.000 đồng thôi. Nhưng mà em cũng không chịu. Mà bây giờ kỳ này nếu ra thì phải ra tòa. Thì bây giờ ra tòa em phải nói sao? Dạ. Thì cô dựa trên những cái xin, những cái record cũ á, của những cái lần inspection trước, thì cô có thể nói rằng trong những cái lần inspection trước đó, cô như cái tiệm cô 16 ghế mà chỉ có 8 ghế xài, 8 ghế không xài. Và trong những cái hai lần inspection trước thì cô cũng có để là out order. Còn out order or not in service thì nó cũng giống như nhau. Tại vì khi nó out order thì nó không nó đã không có in service rồi, thì chỉ có cái từ đó thôi. Trên sự thực tế đó là cái ghế đó không ai xài hết, tại vì không có đủ người để manage. Thì cô có thể mang cái đó, cô cũng có thể làm copy của những cái người manicurist, cái license của mấy người làm. Tại vì bên nào khi nó check thì thế nào nó cũng check cái license của những người làm ở trong tiệm, đúng không ạ? Dạ. Ok, thì cô sẽ, thì cô sẽ you know, make cái copy của mấy cái người manicurist, show rằng ở đây hãng ở chỗ cái tiệm nail cô chỉ có 8 người mà thôi. Thì 8 người cô cũng chụp hình của cái khi ra tòa đó thì cô sẽ chụp hình một cái hình toàn bộ cái tiệm nail của cô có 16 cái ghế. Xong rồi cô chụp hình 8 cái ghế mà xài và cho chụp hình 8 cái ghế mà không có xài. Dạ. Ok. Hôm bữa nó xuống nó cũng chụp luôn. Đúng. Thì bây giờ cô nó chụp vô là biết rồi, thì cô nó chụp thế nào cô chụp như vậy. Ok. Dạ. Tại vì mình không có thể nó ok nó ra tòa rủi nó không đưa mấy cái hình đó thì mình đâu có hình đâu để mình chứng minh. Đúng không? Dạ. Thì cái chuyện mà cô ra tòa đó thì cô cũng gan đó, tại vì nó xuống còn có 2.000 mà cô cũng nhất định ra tòa. Thì bây giờ thì cô ra tòa thì cô sẽ cho ông tòa biết là đã hai lần trước họ đến inspect nhé. Cô cũng để là not in là out of order, họ cũng không phạt gì. Lần này cũng để out of order mà lại phạt, mà phạt là cái gì? Là phạt chuyển từ out of order thành ra chữ not in service thì nó không có make sense. Tại vì out of order cũng như not in service là is the same, là giống như nhau. Có không? Tại vì cả hai cái có nghĩa rằng không ai dùng cái đó hết. Chỉ vậy thôi. Thành ra bởi vì không nó phải nên ra tòa không được, đừng nói em gan.
luật sư thì em lên làm đâu. Cô phải suy nghĩ về vấn đề business. Nếu mà cô đã fight với là cái người inspector đó rồi, đúng không ạ? Dạ. Khi mà cô appeal, bây giờ đó cô appeal mà cô cũng không nhận nữa, cô ra tòa thì cái suy nghĩ của cô do cái việc mà cô tiếp xúc với lại bên State Board là nếu cô thắng thì quá tốt rồi. Nhưng mà liệu đương nhiên cô thua thì có thể là ngoài cái 2.000 họ có thể bắt cô trả thêm cái tiền mà họ phải tốn công ra tòa là một. Hai, nếu cô thua thì thường thường người thua thì có thể phải ngoài cái 2.000 đó nhiều khi có thể phải trả những cái chi phí khác mà cái người thắng họ phải bỏ ra là một. Hai là nó thấy cô á, hoặc là nó thấy cô á, cứng đầu quá thì nó sợ next time thì nó sẽ, hoặc là nó sẽ không làm khó cô nữa, hay là nó cũng có thể làm khó cô nhiều hơn tại nó thua nó tức. Thì next time nó inspect thì nó kiếm cớ dịch lá tìm sâu thì không có lỗi này, nó kiếm lỗi khác của cô. Đúng không? Đó là cái suy nghĩ cô do cái liên lạc khi mà cô deal với nó đó, cô nói chuyện với họ thì cô suy nghĩ coi liệu rằng như vậy là cô ngừng, tại vì cô đã fight rồi đó, cô cũng thắng rồi, cô giảm từ 4.000 xuống 2.000. Thì đó cũng là congratulations cho cô. Bây giờ cô cũng muốn đi tới nữa thì tôi á, theo tôi nghĩ, maybe tôi, đó là quyền của cô ha, nhưng mà tôi nghĩ đó, nếu mà bỏ công bỏ thì giờ phải suy nghĩ ra để mà khỏi phải trả 2.000, cân nhắc cái lợi và cái hại. Là nếu á, mà mình thắng nhá, thì mình không trả 2.000, nhưng mà mình vẫn mất công mất thì giờ phải suy nghĩ. Cái thời gian suy nghĩ đó, thời giờ đó mình bỏ ra công suy nghĩ để mình làm ăn kiếm tiền sướng hơn. Chưa kể là rủi mình thua. Nhưng mà rủi mình thua đó, thì không những mình trả 2.000 nhá, mình vừa mất công mất thì giờ, mình tức thêm. Tức thêm tại mình thua mà. Rồi đã vậy nhiều khi mình còn phải trả nhiều hơn cái 2.000 đó. Mình phải trả, mình thua mình phải trả. Dạ đúng chứ. Người ta nó bỏ công ra, hoặc là người thông dịch viên, tiền thông dịch viên, tiền tòa, tiền chi phí, nó phải điều tra vân vân. Nhá. Trên nguyên tắc, những cái người thua trong những cái phiên xử đó, thì cái chi phí của bên thắng cuộc đó là mình phải trả. Ok. Rồi nếu mà bây giờ em không có cần phải ra tòa thì... thì cho họ biết là mình không ra tòa, mình chấp nhận cái phán quyết của State Board thôi. Thì với luật sư cho em hỏi thêm một câu nữa là bà chị em có cái giống như là cái nhà nhưng mà chưa có trả hết tiền thì có cần phải làm cái vẫn phải làm, mình đâu có cần phải trả hết, tại ở Mỹ nó mình phải trả tới 30 năm nữa, nhưng mà mình vẫn là chủ cái nhà đó. Và mình vẫn có thể làm cái living trust. Tại vì á, trước cái hạn 30 năm biết đâu mình qua đời sao. Mình qua đời thì cái nhà đó vẫn phải qua probate như thường. Không? Thì em cảm ơn luật sư nhiều. Dạ không có chi em. Chúc em tối vui vẻ. Dạ không có chi, cảm ơn em. Dạ đến đây thì chúng tôi được biết là chương trình đã mãn. Thành ra thứ nhất là cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Người Việt Luật Mỹ trong suốt bây giờ qua. Và xin hẹn gặp quý vị vào thứ tư tuần sau, và cũng từ 7 giờ tới 8 giờ. Thứ tư tuần sau có thể cũng sẽ có tôi, ngoài tôi sẽ có luật sư Hoàng Ngô cũng sẽ có mặt. Và từ đây tới đó thì nếu mà quý vị có những cái câu hỏi, thắc mắc hay là nhu cầu về luật pháp thì có thể liên lạc với văn phòng luật sư của chúng tôi qua cái số điện thoại ở trên màn ảnh của đài là 714-898-7579, 714-898-7579. Với hơn 35 hành nghề luật sư tại Hoa Kỳ và với sự công tác có nhiều luật sư Việt và Mỹ thường xuyên tại văn phòng, chúng tôi hy vọng có thể giúp đỡ quý vị về vấn đề luật pháp. Một lần nữa chúng tôi cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình luật pháp và xin hẹn gặp quý vị vào thứ tư tuần sau, và xin kính chúc quý vị một tuần lễ vui vẻ với người thân và gia đình.
và xin hẹn gặp vào thứ tư tuần sau. Dạ xin cảm ơn.